Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng ngày 12 tháng 5 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin chuyển nhượng có trong ngày hôm nay, chúng tôi mong quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi tin chuyển nhượng của chúng tôi lên sóng. Và sau đây là những thông tin có trong tin nóng chuyển nhượng ngày hôm nay. Barca giải quyết khủng hoảng bằng hàng thải của chính mình. Liverpool và Atletico muốn tạo ra siêu bom tấn chuyển nhượng. Juve muốn bán quả tạ cho Manchester United gánh. Liverpool chốt 15 triệu bảng cho người thay Lovren. Van Dijk tiết lộ lý do chơi Manchester City để tới Liverpool. Real muốn giữ lại Gerson Vazquez. Huyền thoại Manchester United khuyên không nên mua Ighalo. Smalling có thể tới Juve làm đồng đội CR7. Barca giải quyết khủng hoảng bằng hàng thải của chính mình. Cơn khủng hoảng của Barcelona mùa giải hiện tại không chỉ xuất hiện ở hàng tiền đạo. Sau khi hậu vệ trái Jordi Alba dính chấn thương dài hạn, đội bóng xứ Catalan đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tố thay thế ngôi sao 31 tuổi. Trên thực tế, Barca đã mang về Junior Firpo từ Real Betis trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái để san sẻ bớt gánh nặng cho Alba. Song sự non nớt kinh nghiệm cùng việc chưa thể hòa nhập với môi trường mới khiến cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha không có được những màn trình diễn như mong đợi. Trước tình hình hiện tại, nhà đương kim vô địch La Liga đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm một hậu vệ trái chất lượng khi mùa giải chính thức khép lại. Và một trong những cái tên được họ ưu tiên hàng đầu theo Marca đó là Marc Cucurella, ngôi sao thuộc biên chế Getafe. Cầu thủ 21 tuổi từng trải qua quãng thời gian dài chơi bóng cho lò La Masia. Mùa hè năm ngoái, Cucurella bị Barca đẩy sang Getafe dưới dạng cho mượn. Với những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez, hậu vệ người Tây Ban Nha vừa được thượng tầng câu lạc bộ này kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 6 triệu euro hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu thốn nhân sự nơi hàng phòng ngự, Barca dự định sẽ chi 15 triệu euro điều khoản mua lại để đưa anh trở về Camp Nou. Liverpool và Atletico muốn tạo ra siêu bom tấn chuyển nhượng. Bản thân Thomas Partey muốn chuyển đến chơi bóng ở ngoại hạng Anh và đã liên hệ với cả Arsenal lẫn Manchester United. Pháo thủ thành London xem Partey là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, Atletico lo ngại đối tác không thể trả đủ 45 triệu bảng tiền phí giải phóng hợp đồng. Đội bóng Tây Ban Nha chấp nhận viễn cảnh mất Partey, nhưng giờ họ đang muốn thực hiện thương vụ trao đổi cầu thủ trực tiếp với Liverpool. Oxlade-Chamberlain chính là cái tên mà Atletico muốn có. Tiền vệ người Anh chỉ đá chính 13 trận ở ngoại hạng Anh mùa này và được xem là quân bài chiến lược của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Hiện Oxlade-Chamberlain vẫn còn thời hạn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân Anfield. Sau cả chấn thương đầu gối nghiêm trọng, anh vẫn chưa tìm lại được 100% phong độ. Atletico Madrid hy vọng sẽ thuyết phục được Liverpool trao đổi Thomas Partey lấy Oxlade-Chamberlain. Thương vụ có thể hữu ích cho cả đôi bên. Bản thân huấn luyện viên Klopp cũng rất ấn tượng với màn trình diễn của Partey khi Liverpool đối đầu Atletico tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League gần đây. Juve muốn bán quả tạ cho Manchester United gánh. Juventus vừa thể hiện sự không hài lòng với Adrian Rabiot liên quan đến yêu cầu tập trung trở lại sau đại dịch Covid-19. Theo kế hoạch, Juventus yêu cầu toàn bộ các cầu thủ nước ngoài phải trở lại thành Turin, chậm nhất là hôm 9 tháng 5 vừa qua. Higuain giải thích anh bay sang Italia chậm vì còn chăm sóc mẹ bị bệnh ung thư, đang điều trị ở quê nhà Argentina. Riêng Rabiot không có bất kỳ lời giải thích nào và tiếp tục ở lại Pháp. Juventus không chấp nhận thái độ của Rabiot nên quyết định giao bán cựu tiền vệ Paris Saint-Germain. Một số nguồn tin từ Pháp cho biết, Juventus đang xem xét những đề nghị gửi tới từ Manchester United. Tháng riêng vừa qua, Manchester United từng đề cập với Juventus về chuyển nhượng Rabiot, nhưng hai bên không tìm được thỏa thuận chung. Rabiot gia nhập Juventus mùa hè năm ngoái, sau khi kết thúc hợp đồng với Paris Saint-Germain. Dù vậy, anh không đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên Sarri
chỉ đá 1.550 phút. Juventus dự định để Rabiot sang Manchester United, thu về số tiền khoảng 30 triệu euro. Liverpool chốt 15 triệu bảng cho người thay Lovren mùa giải năm nay. Dejan Lovren chỉ là sự lựa chọn thứ tư ở vị trí trung vệ trong đội hình của Lữ đoàn đỏ, sau Van Dijk, Gomez và Matip. Bởi vậy, cầu thủ sinh năm 1989 đã đánh tiếng muốn rời Anfield để được thi đấu thường xuyên hơn. Liverpool cũng đã sẵn sàng để Lovren ra đi, bởi hợp đồng của cầu thủ này sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Số tiền bán Lovren sẽ được dùng để đưa về trung vệ mới phù hợp với câu lạc bộ. Trang Liverpool Echo cho rằng, Liverpool đang tăm tia trung vệ Leandro Cabrera của Espanyol. Cầu thủ này mới gia nhập Espanyol từ Getafe vào đầu năm nay sau thương vụ trị giá 9 triệu euro. Cầu thủ 29 tuổi đã thi đấu không tệ, song không thể giúp đội bóng của mình giành những kết quả tốt. Hiện Espanyol nằm nửa cuối bảng xếp hạng La Liga và phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nếu Espanyol không thể trụ lại La Liga, Leandro Cabrera càng muốn ra đi. Trước khi khoác áo Espanyol, cầu thủ người Uruguay từng chơi cho Atlético Madrid và Getafe. Van Dijk tiết lộ lý do chơi Manchester City để tới Liverpool. Sau khi gây ấn tượng ở Southampton, Virgil van Dijk được nhiều tên tuổi tại châu Âu để mắt. Trong đó, Man City với đội trưởng Vincent Kompany lớn tuổi cũng cần một người kế tục. Nhưng sau cùng, van Dijk đã chọn chuyển đến Liverpool và lập tức để lại dấu ấn. Sau 2 năm, trung vệ 29 tuổi đã có 3 danh hiệu cùng The Cop, bao gồm Champions League năm ngoái, vươn mình trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc thế giới. Ở cuộc bầu chọn quả bóng vàng năm 2019, Van Dijk về đích thứ 2 với số phiếu kém hơn Lionel Messi chỉ một chút và để lại tiếc nuối cho nhiều người. Về việc tới Liverpool thay vì một ông lớn khác, Van Dijk chia sẻ với BT Sport, trước khi đưa ra quyết định chọn Liverpool, tôi đã xem xét tất cả các khía cạnh của các câu lạc bộ, cách chơi, các đồng đội, tương lai, thành phố, người hâm mộ, tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ đến Liverpool lúc đó và tôi nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Rõ ràng, lọt vào trận chung kết Champions League trong 6 tháng đầu tiên là một phần thưởng lớn và nó giúp tôi rất nhiều trong quá trình phát triển. Van Dijk từng là hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi khiến Liverpool chi 75 triệu bảng chuyển nhượng đầu năm 2018 trước khi bị Harry Maguire vượt qua. Từ đó tới nay, anh đã có 113 trận trên mọi đấu trường cho đội bóng của Jurgen Klopp. Trước đây, Van Dijk từng chơi cho Groningen và Celtic. Trong màu áo Hà Lan, anh có 33 lần ra sân, ghi 4 bàn thắng. Họ cùng nhau vào chung kết UEFA Nations League mùa hè năm ngoái, nhưng thua Bồ Đào Nha. Real muốn giữ lại Gerson Vázquez. Chelsea nhiều khả năng sẽ phải chia tay bộ đôi Pedro và Willian khi mà cả hai sắp kết thúc hợp đồng. Nếu chuyện này xảy ra, huấn luyện viên Frank Lampard chắc chắn sẽ phải đưa về Stamford Bridge vài cái tên mới để bổ sung cho hàng công. Theo tờ Daily Mail, sau khoảng thời gian xem xét, nhà cầm quân người Anh đã chấm được tiền vệ Lucas Vázquez, ngôi sao dự bị thuộc biên chế Real Madrid. Việc không được ra sân thường xuyên khiến Vázquez có phần chán nản và muốn ra đi. Đích thân Lucas Vázquez đã để ngỏ khả năng cập bến Premier League. Bản thân Real Madrid cũng được cho có thể thanh lý cầu thủ này miễn được giá. Ngoài Chelsea thì Tottenham cũng quan tâm cầu thủ của Real Madrid. Tuy nhiên, tờ Mundo Deportivo khẳng định huấn luyện viên Zidane muốn giữ chân Vázquez. Huấn luyện viên người Pháp đánh giá rất cao nỗ lực và khát khao của cầu thủ 29 tuổi trong suốt thời gian vừa qua và nhận thấy anh vẫn còn giá trị sử dụng với đội bóng thành Madrid. Gia nhập Manchester United và kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 vừa rồi dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Thần Hòa Thượng Hải. Tiền đạo Odion Ighalo đã hòa nhập cực nhanh và sớm chứng tỏ khả năng của mình. Tính đến thời điểm này, tiền đạo người Nigeria ghi 4 bàn sau 8 lần ra sân ở mọi đấu trường. Rõ ràng, Ighalo giúp huấn luyện viên Solskjaer thêm yên tâm về hàng công, đặc biệt trong bối cảnh Rashford dính chấn thương nặng. Theo thỏa thuận ban đầu giữa đôi bên, Manchester United được phép mua đứt Ighalo nếu chấp nhận chi ra từ 15 đến 20 triệu bảng. Tuy nhiên, theo huyền thoại Gary Neville, thì huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nên cân nhắc kỹ càng về việc chiêu mộ Ighalo. Không phủ nhận Ighalo đã chơi tốt kể từ khi cập bến Manchester United, nhưng tôi tự hỏi rằng câu lạc bộ có nhất thiết phải chi đến 20 triệu bảng mua đứt cậu ấy hay không, khi mà tài chính của Manchester United chắc chắn không còn lành mạnh như trước do Covid-19, thì 20 triệu rõ ràng là một số tiền khá lớn. Theo quan điểm cá nhân của tôi, nếu phải bỏ ra từng đấy tiền cho Ighalo, thì Manchester United nên từ chối. Trên thị trường chuyển nhượng hiện tại thiếu gì tiền đạo tốt, lại trẻ trung và giàu tiềm năng hơn. Số tiền mua họ cũng chẳng lớn hơn việc mua đứt Ighalo quá nhiều. Dù thế nào, Manchester United vẫn sẽ phải tiếp tục chi tiền để củng cố lực lượng.
Đó là cách nhanh nhất để câu lạc bộ thu hẹp khoảng cách với Liverpool hay Manchester City. Manchester United đang đi đúng hướng trên thị trường chuyển nhượng và cần có thêm những tân binh chất lượng. Smalling có thể tới Juve làm đồng đội CR7. Manchester United yêu cầu 20 triệu euro cho chữ ký của Smalling. Con số này không làm lãnh đạo Roma hài lòng bởi Smalling đã lớn tuổi, sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 31 vào tháng 11 năm 2020. Trong những ngày qua, việc đàm phán mua đứt Smalling của Roma đã bị đình lại. Thay vào đó, đội bóng thủ đô Italia chuyển hướng sang trung vệ Dejan Lovren. Phong độ tuyệt vời của Smalling dưới màu áo Roma đã đánh động các ông lớn bóng đá Italia khác. Juventus và Inter đều đã bắt đầu liên hệ với Manchester United và cá nhân trung vệ này. Đương nhiên, hai ông lớn này đều đề nghị mức lương hấp dẫn hơn nhiều so với thu nhập của Smalling tại Roma hiện nay. Đồng thời là hợp đồng kéo dài ít nhất 3 năm, rất dễ khiến cầu thủ đã sang tuổi 30 này phải siêu lòng. Juve đang có nhiều trung vệ, nhưng hai trụ cột Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đều đã rất lớn tuổi. Inter thực tế là đội hào hứng hơn với Smalling. Huấn luyện viên Antonio Conte rất khoái những cầu thủ từ Premier League, trong khi ông cũng không thực tin tưởng Diego Godin. Lãnh đạo Quỷ Đỏ rất có thể sẽ đồng ý để Smalling chuyển hẳn sang Serie A thi đấu với mức giá khoảng 18 triệu euro. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin có trong tin nóng chuyển nhượng ngày 12 tháng 5 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá. Và đừng quên bấm chuông để nhận được thông tin chuyển nhượng hot nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!